Đây này anh em, hàng 1k này, mình đặt này, mắc nhiều luôn. Đấy, 1k mà phí vận chuyển miễn phí luôn, tổng thanh toán chỉ 1.000 thôi. Đây, giỏ để đồ 1.000 này. Đây mày cái này, 1.000 hết, rất là nhiều nhá. Được. Free ship, giá 1.000, tội gì không đặt, rất là nhiều. Danh sách siêu dài luôn. Đó, 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 đó. Đó, đã giao này. Đấy. Đấy. Em tính quá nhiều luôn. Rồi bây giờ mình sẽ mở hộp tất cả. Có những cái mà ship mấy nghìn thôi. Tổng là 3.000 này. Cả ship. Đấy là 1k free ship, miễn phí ship nhá. Còn nếu mà anh em muốn mua hàng 1k, muốn săn hàng 1k trên Shopee thì anh em sẽ mở Chrome lên hoặc là trình duyệt của anh em, trình duyệt web điện thoại. Xong vào web mua rẻ.club này. Mua rẻ.club. Đó, xong em anh em vào cái mục Flex Sale 1.000 này, ấn vào đây. Thì sẽ săn hàng 1.000 thôi. Đấy, ấn vào có những khung giờ để săn hàng 1.000 này. Đấy. Ví dụ sắp tới là khung giờ 13 giờ chẳng hạn. Ấn vào 1.000 này. Đấy, đây là những sản phẩm sẽ giảm vào 1.000. Thì đây có quạt 1.000 này, quạt này mình đã rất là nhiều rồi. Đây. Đó. Thì anh em lưu ý nhá, những cái sản phẩm mà có cái dòng chữ này này, đây này, chỉ thanh toán bằng Epay này, cái xanh xanh ở đây thì anh em phải có tài khoản Epay nhá. Đây, anh em sẽ vào mục tôi này, xong rồi vào ví Epay, tạo cái ví Epay này để thanh toán. Đây ví Epay của mình còn 20.000, anh em nạp tiền vào thôi. Có hai cách nạp. Đây là các mệnh giá nạp từ 50.000 đến 2 triệu này. Nạp qua tài khoản ngân hàng đã liên kết. Ai liên kết với VIPay thì nạp qua tài khoản ngân hàng, hoặc là ai có thẻ ATM, Internet Banking thì nạp ở đây thôi. Đấy, chọn cái ngân hàng tương ứng và nạp tiền, quét cái mã. Khi chọn cái mệnh giá nạp tiền là bao nhiêu đấy thì quét cái mã vào. Thì sẽ hiện ra một cái mã code. Anh em quét cái mã code đấy thì sẽ nạp được tiền. Có VIPay thì chúng ta sẽ mua hàng như bình thường. Đó là một số sản phẩm yêu cầu phải thanh toán bằng VIPay. Còn nếu mà anh em không muốn tạo VIPay thì chọn những cái sản phẩm khác nhá để mua. Ok, nhiều đây anh em. Mở mệt đây, trời ơi, mở cái gì trước ta? Túi này đi. Và cái này là phích cắm chuyển đổi 4.990 đồng. Trời, vãi hàng. Free ship. Đây, trời. Rồi, phích cắm anh em. Này đỡ phải ra ngoài mua nhở. Đấy, anh em ấy xịn xò. Đừng có đùa, mình đi ra đùa. For expert only. Đấy, cái cắm này quá tải ngắt điện các kiểu đấy. Ba chấu này. Ôi, bố mẹ, what the fuck. Cái gì đây? Từ ba chấu sang ba chấu anh em. What the hell. Như vậy là mâm 13A 250V. Vâng. Mình đặt nhầm anh em, mình đang định đặt từ 3 chấu sang 2 chấu. Bây giờ từ 3 chấu vẫn sang 2 chấu, chôn vãi nồi. Ok, sản phẩm đầu tiên. Cái này anh em biết bao tiền không? 590 Việt Nam đồng. Đó là gì? Túi thơm mini để quần áo tủ, nói chung là túi thơm để trong quần áo cho nó thơm. Nó ngửi ngửi nhá. Rồi. Đấy, nó giống túi trà nhưng mà nó có một cái mùi, mùi thơm rất là dễ chịu ấy, kiểu mùi hoa gì gì đó mình không rõ. Đó, sản phẩm thứ hai, để khử mùi để trong trong tủ hoặc là trong ví hay trong nhà vệ sinh gì đấy. Nhưng mà cái này phải mua nhiều mà có tác dụng nhanh em, mua một cái thì không tác dụng lắm. Túi này không biết là gì. Gì đây? Hỏi chấm. Con đách. Vẽ. Đây là gì anh em nhỉ? Cái này mình đặt nhưng mình chả nhớ là cái gì. Tí xem lại nha anh em. Quấn tay nghe hay cái gì đấy. Đó. Mình quấn tay rất là dễ thương. Cái túi này cũng dây quấn thu gọn cắt sạc.
Đây số tiền đây 1.000 này. Ủa, đó, dây quần tôi gọn cắt sạch. Xoài, cái này 1.000, đúng giá trị của nó luôn. Nó cái cuộn thôi là cái lớp dính lên thôi. À, để quấn thu gọn cắp sạc tai nghe. Trời, dây này thì anh em mua những cái đồ điện tử thì ở những cái dây sạc ấy hay dây tai nghe đều có những cái cuộn này hết cả ấy mà. Test đi. Này anh em nhìn cái hình cũng biết là cái gì rồi. Đây này nó dán hơi dị nhỉ. Bóng đen này là 1.000. Hầu như toàn 1.000 hết. Reset. Đấy. Ôi trời, nhìn hơi cũ cũ anh ạ. Không biết còn dùng được. À, bóng đèn này là 220V bao nhiêu watt đây? Ôi giời ơi, gì à? Không ổn. Tí nữa mình phải check lại, chắc để lâu rồi. Không có ghi số watt ở đây nhở? Cái hộp này, dây đèn trang trí 5m. Số tiền 590 Việt Nam đồng đấy. 1.000 xong lại còn giảm thêm mấy trăm đồng nữa. Bó tay. Bó tay chấm cơm. Đó, trời ơi. Siêu rẻ chứ anh em. Cái dây này mình cũng có một cái video review riêng một sợi dây này. Trang trí mắc đẹp luôn. Gắn lên ảnh là một này. Trang trí phòng này. Vẫn còn mùi nhựa. Đấy. Nhưng mà cái công tắc của nó hơi bị lởm tí, rất chi là mỏng luôn. Cái thanh đồng rất là mỏng manh ấy, cắm này rất là dễ gãy. Mặc vậy, cái cục này thì có cái nối này. Nối đây cắm vào hai rắc cắm vào được này. Đấy, ở đây thì có cái nút để chuyển đây, có tổng cộng là 8 chế độ đèn này. Đó. Ấn 1 lần, ấn 2 lần, ấn 3 lần, ấn 8 lần thì nó đèn như nào, nháy nhấc nào, nhanh chậm như nào. Đấy, sợi 5m chụp. Trang trí phê loại, anh em trang trí xung quanh ảnh này hay là trang trí lắp vào case máy tính này hay là lắp xung quanh bàn máy tính gì đấy, đẹp lắm. Không biết túi gì luôn. Bên trong dán mỗi cái tem ra hàng tiết kiệm. Đó là cái gì đây? Kiểu toàn đặt linh tinh thôi. Không biết mình mua gì ấy, nhận hàng thì sấp mặt. Mệt vãi lờ. Mỗi lần lại một shipper khác nhau ship hàng cho mình. Đấy, tại vì không cùng một shop mà anh em, cứ mỗi lần lại phải xuống lấy hàng khác shop nên khác cả ship căng. Mình cứ đặt lung tung, giao hàng nhanh là một giao hàng tiết kiệm, giao hàng gì gì đấy, mấy giao hàng gì tê gì đấy. Cái này là cái gì? Cái này là hình như là cái này là băng dính hai mặt để dán vào đây, mình chả biết là cái gì. Đặt bừa ấy. Thì anh em xem lại cái đoạn đầu nhá. Cái đoạn mình giới thiệu mình đã đặt những cái gì ấy. Con ếch. Nó có liên quan đến con ếch này không nhỉ? Hai cái này chả biết là cái gì luôn. Móc khóa cường lực. Dán cường lực. Móc khóa dán cường lực. 1.000. Đây, trời. Vâng, bên trong chỉ có một cái móc dán này thôi. Anh em sẽ bóc cái này ra để chúng ta một là treo cặp này, nói chung là treo túi, treo đồ dùng hay là treo quần áo gì đấy, dán trong phòng vệ sinh hay là phòng khách, phòng ngủ đấy, dán gì treo gì tùy anh em, dán cường lực. Quảng cáo là chắc lắm đây, chịu được cả mấy trăm tấn. Túi này là gì đây? Cái này anh em 3 số 0 thì chắc chắn là dưới 10.000 rồi, mình nghĩ là 1.000-2.000 gì đấy. Đây nó là cái miếng lót ly chống thấm nước này. Đó. Ui. Đây. À. Được đấy. Có vẻ đẹp. Anh em muốn săn những cái sản phẩm 1.000 free ship thì mình sẽ để link ở dưới video nhá. Nói chung thì có khi nào có sự kiện thì mình sẽ nhắc anh em săn. Đưa link cho anh em săn. Thì link mình sẽ để dưới video. Cái link để nhắc. Đấy. Cái hình này anh em biết, đều biết đây là con gì rồi. Con gì ở trong phim gì gì rồi. Đấy. Bằng cao su này. Rất là mỏng. Chúng ta sẽ lót để nước cho nó đỡ nóng rồi để lên bàn nhé. Anh em đều biết là nếu mà nước nóng rồi để lên bàn kính thì sẽ bị nứt, bị vỡ. Thì chúng ta sẽ để qua cái lớp cao su này. Cách nhiệt rất là ok. Trắng xanh. Được, cao su. Hộp này hộp gì ta?
không đồng, này thanh toán bằng ví iPay. Kính UV gắn nón bảo hiểm. Sao cái kính UV mà lại hộp nó nhỏ này nhỉ? Vừa khít cái hộp luôn ạ. Đây. Phê. Đây, mắt kính chống bụi đi đường đây. Chúng ta gắn nón mũ bảo hiểm. Có cái dây cao su này. Có dán. Ngon. Đeo vào trông như phi công ấy. Vâng, anh em là thích lái máy bay thì máy bay bao giờ thì mua kính này nhá. Đeo lên nhìn mắc chất luôn. Nhựa hết nhá. Ở đây có cái lớp đệm mút này. Đấy, để đeo vào mắt không bị đau trong thời gian dài. Hộp gì đây? Ui, cầm nặng phết. Hộp này không biết là gì, không thể ghi tên sản phẩm. Gì trong suốt này anh em. Hơi bị bí hiểm. Cái lọ gì? Cái lọ không? Chắc tôi chết. Đấy, trời ơi. Lọ không anh em ạ. Đó. Lọ này thì anh em đựng gì đi, đựng tùy. Đựng gia vị, đựng hạt tiêu, muối, chanh, ớt gì đấy. Đây, cũng không to đâu, nhỏ thôi. Đấy. Vâng, thủy tinh, lọ thủy tinh hình như 1.000 đúng không? Không nhớ. Nhiều quá, nhớ xong nổi. Rồi, thì cách hướng dẫn săn hàng giá rẻ mình cũng để link ở dưới video nhá. Hướng dẫn anh em săn 1.000. Túi 3D lai lai. Chỉ biết là số tiền thua 1.000 thôi. Không thấy ghi sản phẩm gì. Đựng trong cái hộp hình ông già tuyết Noel này. Ông già Noel. Đấy, ông già Noel màu Formica này, nhựa này. Đó, bật lên xem. Có đèn không? Ui, đèn luôn, nhấp nháy luôn. Ui, cái này căn bản là trường quận cơ. Đây, phòng quay của mình, studio mình sáng quá nên cái đèn này không thấy. Để trong trời tối này mới đẹp, nhấp nháy. Úi xô. Được, nói chung là để trang trí. Đó. Ok, ổn. Pin luôn, pin cúc. Đấy, 2-3 viên luôn. Trang trí này thì mới có tinh thần để chúng ta để trong phòng ấy. Để trang trí này tạo hưng phấn anh em ạ. Lá cây nhân tạo trang trí này. 1.000 này. Đấy. Receipt. Ôi trời ơi. Nhìn trông xịn xò vãi. Vâng, một cái lá anh em ạ, 1.000 một cái lá. Cái này chắc phải mua 100 lá mới làm được cái gì cây. Một cái chậu cảnh. Đúng chất 1.000 luôn. Đấy. Đấy. Rồi, con đến cạn lời luôn. Đấy. Vâng, giả nha anh em. Chắc chắn là giả rồi. Nhựa. Đấy, vãi. Thôi, không có gì để nói. Cạn lời luôn, 1.000. Trà xanh. Không phải cái đánh răng đâu. Mình không biết nó là cái gì mình. Nhưng mà mình khẳng định với anh em là mình không đặt cái đánh răng. Vãi cái tỉa. Tôi chết. 1.000 một cái tỉa anh em ạ. Tỉa inox. Trời ơi, cái gì cũng đặt luôn. Cái gì cũng đặt được. Và chỗ này nó bị bẩn này. Đặt mấy cái đồ inox thì một nó bẩn, hai nó gì. Đây, tỉa 1.000. Đấy, chén cơm. Biết thế đặt luôn chục cái. Bét sẽ nhè về đi buồn được nhỉ. Móc quá, chiều quá bằng sừng trâu. 590 đồng. Trời, chưa đến 1.000 luôn. Mình cũng không để ý đâu. Đặt đặt 1.000 pre-ship nhưng mà lại còn được giảm thêm một nửa nữa. Khá là hay. Đây, và anh em móc quá sừng trâu. Đây, bây giờ mình mới biết cái này sừng trâu này. 33 cái nồi bánh chưng bây giờ mới biết. Thế này là sừng trâu. Đấy. Đùa đấy anh em. Móc quá bằng sừng trâu ấy, con cá là bằng sừng trâu. Đấy. Bằng sừng trâu 1.000 này mình thấy có gì đó sai sai. Chắc là không phải đâu anh em. Không đúng lắm nhỉ. Đấy. Vậy cá đây. Thôi móc quá đấy anh em. 1.000 thôi. Vâng. Chính xác là 590 đồng, chưa đến 1.000. Đây. Cái túi này thì chịu thật. Vâng, bên trong bọc một cái này. Một cái này không biết là cái gì luôn ạ.
một cái hộp gì đấy rất là bí ẩn. Úi dồi ôi, bên trong có một cái túi gì vàng vàng đấy, như kiểu mình mua vàng ấy, vàng với bọc kỹ như này anh em ạ. Ui, đây là cái gì? Trái tim à? Không biết là cái gì luôn này. Bỏ qua đi, anh em biết gì comment dưới nhá. Thì sẽ phải lục lại mấy cái đơn hàng xem mình đặt cái gì rồi. Chả biết luôn là cái gì. Như kiểu quả bóng ấy. Đấy, đây, chỗ này bơm vào hay sao ấy. Túi này thì cũng chỉ có mã vận đơn, không ghi tên sản phẩm. Wow. Cái gì đây ta? Ui. Bộ thẻ Animal 4D. Đấy, 1.000 này. Anh em đều biết là mình có làm một cái video à, hướng dẫn anh em xem 4D ấy. Đấy, thì chúng ta sẽ dùng cái phần mềm à, bình thường chúng ta sẽ phải dùng hai máy đúng không? Bây giờ chúng ta có sẵn cái bộ thẻ này rồi này. Đấy, bộ thẻ này. Đấy, thì nó sẽ hiện luôn con vật trên điện thoại luôn, không cần phải dùng hai máy, quá tiện. Và bộ thẻ lại 1.000 này. Tiện vãi. Thì anh em muốn thì mình sẽ review chi tiết video sau. À, anh em cho anh em xem từng con luôn, từng con vật luôn. Và ví dụ như con khỉ với cả quả chuối nhá, thì ghép được vào luôn, thì nó con khỉ đang ăn chuối luôn, rất là hay. Đấy. Nó có hai chặng đây, với nan nờ này ghép vào con khỉ này. Đấy, thì nó sẽ là hiện lên con khỉ đang ăn chuối. Video sau nhá. Có lẽ video sau mình sẽ sâu từng cái, chứ video này mà ấy từng cái thì hơi lâu. Một hộp thôi. Thì flash sale 1.000 nên mình đặt, chứ mình mua về review rồi nhá. Đây. Ơi, đựng trong cái hộp này là cái đế giữ iPhone này. Đây anh em. Nhìn có vẻ xịn sò hơn con lần trước mình review ấy. Đó. Nó đỏ nhìn xịt tin hơn con lần trước. Bóp kêu không? Kêu luôn, có đèn. Con lần trước có đèn mà. Đèn ở trong này này. À, có đèn luôn. À, bỏ cái này ra để kích hoạt pin thôi. Không cần bỏ. Khi nào dùng thì bỏ. Đó. Vịt 1.000 nhá. Rồi, chúng ta sẽ gắn vào ghi đông xe máy hoặc xe đạp. Như này. Đi thì cái trong cháu này sẽ quay. Đấy, nhìn rất là thích. Nhìn như trẻ trâu. Đây, khẩu trang 3 lớp chống bụi này. Ui, khẩu trang 1.000. Rồi, 3 lớp. Ở ngoài thì anh em không biết mua bao nhiêu tiền. Quá rẻ luôn. Rồi, mình thường hay dùng khẩu trang y tế nên ít khi dùng cái khẩu trang này, nó nóng mà. Mặc dù nó chống bụi tốt hơn rất là nhiều. Rồi, anh em biết đề gì không? Nhìn phát biết ngay. Mũ này thì đi biển được cái mũ cối à. Mũ cối. Đồ 1.000 chỉ linh tinh như thế này thôi. Chứ anh em lại nghĩ là toàn điện tử, đồ xịn sò làm gì có. Trừ khi mà săn riêng thôi. Còn đây là mình mua free ship. Mũ này đấy, hơi bị thời trang đấy. Nơ nhất đoàn hoàng luôn. Mũ này đội mát này, đi biển quá hợp luôn. Đấy, vừa mát vừa xịt tin sang chảnh. Nữ tính. Rồi, mình không đội nhá. 20 giờ bút nước. Đây, 20 giọt bút nước anh em. Con tao hồ dùng chắc dùng cả đời không hết luôn ạ. Tại vì mình có dùng mấy đâu. Anh em đếm đúng xem đủ 20 cái không hay là hơn. Nhìn có vẻ khá là nhiều ấy. Đúng 20 cái luôn ạ. Và xanh, đen và đỏ. Đấy. Rồi, thôi, chắc không phải giới thiệu. 1.000. Quá rẻ. Mắc rẻ, siêu rẻ. Lắp vào vỏ bút nhá. Bút nước. Cái này thì có ghi này, khung ảnh A6 này treo tường này, 1.000 này. Trời. Khung ảnh treo tường. Anh em kiếm đâu được cái khung ảnh 1.000 ở ngoài. Chẳng bỏ công người ta làm ấy. Đây. Wow, cũng đẹp ấy chứ. Đùa đó. Ở ngoài thì bằng kim loại nhá. Ở trong này kính này. Đấy.
chúng ta sẽ bậy mấy cái này lên này. Đấy, cho này ra và nhét ảnh vào đây để treo. Đẹp không? Ổn. Treo ảnh 20-30 cm. Đúng không? 20 và 20-10, 20-15. Đây là cây lăn bụi quần áo 1000 nhá. Nó đựng trong hộp à? Lăn bụi như nào nhỉ? Từ bé giờ mới thấy cây này đấy. Bóc ra này. Đó, wow. À, trong nó dính dính anh ạ. Như kiểu dính như kiểu băng dính ấy. Đấy, à chúng ta sẽ lăn. Lăn này. Để nó hút hết bụi ra, nó dính mà. Đó. Dùng xong thì đậy vào. Thôi tiện phết. Ngoài lớp nhựa nhá. Xoay được này. Đấy, trông như kiểu cái chổi lau nhà ấy. Là cái chổi sơn nhà ấy. Đó. Đây giỏ để đồ treo vòi nước. Thế này những gì lưu rồi sao? Tới 1000 thì lại đặt thôi. Đấy. Mình review một bộ 2 cái cơ. Này mình nhìn có 1 cái. Mình như lần trước hồi xưa mình mua 10.000 2 cái. Này. Ôi, mở ra mùi kinh vãi. Mùi nhựa này không đỡ được anh em ạ. Rồi, mình nhá. Bỏ qua nhanh mùi kính á. Cái này là túi để đồ cỡ lớn bằng vải dệt không dệt này, không đồng, thanh toán bằng VFI như nào nhỉ, mình không nhớ, đặt nhiều vãi phải nhớ rồi. Đấy, ôi to phết. Túi này để như kiểu một cái hộp túi to đùng ấy để đựng đồ ấy, được đấy, được đấy. Mình thì rất là nhiều đồ. Đây có cái lớp ni lông này, có khóa kéo này. Đấy, nó là một cái túi hình vuông, cái to lắm. Đấy, để đựng đồ thôi. Thế, hợp lý đấy. Tí lại sẽ đựng hết những cái đồ 1000. Đấy, nó là vải dù này, khó đựng. Nhớ rồi, nhớ cái túi rồi. À, xe ô tô địa hình giảm sóc, không đồng, thanh toán VFI. Hình giảm sóc quay 360 độ, vượt địa hình xoay 360 độ xem như nào nhở. Nhún nhảy các kiểu. Sò đấy. Được cái chứ. Chị sò màu xanh này. Ủa. Tôi vượt địa hình nhưng mà được đấy. Đà của nó chạy bằng đà nhá, và nó đà của nó rất là nặng. Xem ạ. Đấy, đó, đà của nó nặng vai. Nặng này thì nó đi được mới xa được. Nghịch chơi vui này. Trời anh em thấy không? Lên cơn đấy. Nói chung là trẻ em thì sẽ rất là thích thôi, thích những sản phẩm kiểu như này. Hoa giả này. Đấy, 590 đồng. Hoa hồng. Dụng luôn này. Dụng luôn một nụ. Đấy, mở ra có thấy có mùi nước hoa anh ạ. Đấy, hoa hồng. Đấy, nó còn đẹp hơn cái lá nhựa vừa rồi ạ. Đấy. Đấy, nhìn rất là đẹp nhá. Này, hoa giả này anh cắm vào lọ này. Đấy, để bất tử luôn, hoa không bao giờ héo, không bao giờ chết. To đấy, nhưng mà bên trong thì nhỏ, lỏng lẻo, lủng lẳng. Úi sổ rồi. Hộp to đùng. Đựng một lọ tinh dầu to đùng. Thì tinh dầu này anh em đều biết rồi, tinh dầu tràm. Nói chung thì đèn sông tinh dầu mình giới thiệu rồi, có rất nhiều tác dụng. Đuổi muỗi này, tạo hương thơm trong phòng này, làm trong lành không khí này, vân vân, có rất là nhiều tác dụng nha. Thì tinh dầu xịn thì giá nó đắt hơn, tinh dầu xịn thì giá thường khá là đắt. Nói chung thì 4.000 free ship thì có rất là nhiều loại tinh dầu bạc hà, tinh dầu trà, tinh dầu chanh xả gì đấy, nhiều lắm. Và cuối cùng free ship toàn quốc, cái gì trơn dẻo 8 màu a ốp 7 plus 8 plus. Đấy, số tiền 3.500 cái ốp này. Trời.
Ở ngoài làm gì mua được cái ốp lưng mà giá 3.000, kể cả anh em không mất tiền ship không mua được cái ốp 3.000 đâu, cam đoan luôn. Hóa đơn đây, tại sao mình đặt ốp này? Vì iPhone X của mình có ốp màu hồng rồi, iPhone 8 mình đây, iPhone X mình đang dùng ốp kim cương rồi, chưa có màu hồng. Đấy, trời ơi, chất, úi dồi ôi, dẻo, cao su dẻo nhá. Đấy anh em, ốp lên này, úi trời, chất lắm. Anh em về ốp nào chất hơn? Đấy, như vậy là mình cả iPhone 8 Plus của mình với cả iPhone X của mình đều có màu hồng nhá, hồng nam tính, đẹp. Ok, như vậy là trong video này mình đã giới thiệu những sản phẩm mà mình săn 1.000 miễn phí vận chuyển ở trên Shopee. Trong cái dịp mà Shopee có miễn phí vận chuyển rất là nhiều luôn, thì cách săn như thế nào, săn 1 đồng, săn 1.000 như thế nào, và khi nào có free ship thì mình sẽ để link ở dưới video này nhá. Khi nào có thì mình sẽ thông báo, và những cái link săn 1.000 thì mình cũng sẽ đăng link để anh em cùng săn. Đăng ký kênh, ấn vào chuông để nhận thông báo khi có video mới. Em có thể video ích, like, share, subscribe, đăng ký kênh YouTube để cập nhật những video mới nhất. Mọi thắc mắc vui lòng comment bên dưới, mình sẽ giải đáp. Anh em muốn mình review sản phẩm nào comment bên dưới nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Còn rất là nhiều sản phẩm 1.000 free ship đây anh em, nhiều lắm, vẫn còn ở dưới đất cơ. Lôi lên thì chặt hết cả bàn luôn. Ok, bye bye anh em nhé, bye bye.